xin chào tất cả mọi người. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau trong một buổi tối mát giờ như thế này. Và xin chúc anh em và cũng như gia đình anh em có một buổi tối thật là vui vẻ. Trước khi bắt đầu clip này, anh em nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video để có thể giúp mình có thêm động lực sản xuất được những cái video chất lượng hơn nha. Ở tập trước, ở cái clip lần trước thì mình đã làm đó là một cái series một gia đình phu thê tương tàn, gia đình tan nát đổ vỡ khi mà các cặp đôi đánh nhau. Nhưng mà trong series lần này thì mình sẽ nối lại tình duyên khi mà A Thu yêu với Theo Nát, Ryoma cặp đôi với Ari Kamono, Yuma Hồng Hoa Hậu với cả Triệu Vân Quý Công Tử, tiếp đến là Lữ Bố Nam Vương với cả là Điêu Tiền Hoa Hậu, và một cặp đôi cuối cùng đó là Galaxy Công Chuồn Bướm cũng như là B-Boy Công Nghệ Nacrodot nha. Thì hy vọng rằng anh em thấy những cái clip như này thì vui. Và mình đã nói rồi, lịch đăng clip của mình đó là một ngày mình đăng 3 clip. Hai clip leo danh đó là vào buổi sáng và buổi chiều, một clip gọi là chôn game vào buổi tối để anh em có thể thư giãn được nha. Đó, chôn game mà mình biết là trong cái khoảng thời gian nghỉ như thế này anh em leo danh khá là nhiều và khá là căng thẳng. Nói chung thì chúng ta cần phải để ra một phút gọi là có một thời gian để có thể giải trí thôi. Ok, mình sẽ thực hiện cho anh em, và hiện tại mình đang chơi cùng với anh em trong clan này. Đó, cặp đôi Ryoma đại tướng Nguyệt Tộc với cả là Ari Kamono anh em ơi. Hiện tại thì chỉ có thể làm được cặp đôi như thế này, chơi ở cái map tử chiến anh em ơi, map tử chiến nha. Và hiện tại thì có đến 10 người trong trận đấu này và có đến 5 cặp đôi, 5 cặp đôi yêu nhau. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng làm sao đi farm đã và sẽ ân ái cùng với Ari Kiyamono trong bụi. Đây, có hàng, bắt gặp luôn cặp đôi này, bắt Theo Nát trước này. Trời ơi, mình ngoại tình đây, bỏ luôn Ari Theo Nát xinh quá. Đấy, A Thu không kiểu là ghen hay sao anh em ơi. Rồi, bỏ mặc à. Ok, đã chết rồi nha. Nhưng mà rất đáng tiếc là Ari không cho mình giết Theo Nát cơ. Buồn thế. Ông cho mình yêu à. Ok, bây giờ thì bắt giai đẹp đó là A Thu nha anh em ơi. A Thu đứng lại nào. A Thu chơi rất là nhanh, khéo ơi, sang khu vực của đội khác bây giờ. Biết ngay mà, lại sang cặp đôi của Illumia với cả là Triệu Vân anh em ơi. Ok, phải bắt được Illuma nhá. Illuma gái xinh, nhưng mà hiện tại thì mình cũng sắp hết máu rồi. A Thu vẫn một mình đơn côi lạc lõng, trời ơi, chọc xịt rồi. Có Theo Nét hồi sinh lại này, Theo Nét đây này. Cẩn thận nhá. Bây giờ làm sao bắt được Theo Nét, hiện tại máu của mình không đủ đá. Ra đây ăn máu đã nào bạn ơi. Và anh em nhớ để lại thử thách của chúng ta, những cái clip những cái gọi là những cái yêu cầu của anh em, nhưng mà thật sự phải thú vị thì mình có thể đáp ứng được nhá. Đó, mình sẽ làm dần dần cho anh em thể theo dõi được. Đâu rồi, bây giờ đi kiếm cặp đôi mà phá hạnh phúc gia đình nhà người ta. Nói chung ở đây là gọi là phá hạnh phúc gia đình nhà người khác anh em ơi. Đó, chuyên trị cặp đôi và chuyên trị bị phá ra. Đây, giết nó. Ok, chơi luôn. Thôi, sấp mặt rồi. Ok, mình chết mất rồi, bị cặp đôi này giết chết mất rồi. Thật sự thì clip trước khá nhiều anh em ủng hộ mình, đó là phu thê tương tàn, gia đình tan nát. Đó là 5 cặp đôi đánh nhau liên tục, đó, choảng nhau. Nhưng mà trong trận đấu này mình đã nói rồi, mình sẽ giúp cho 5 cặp đôi này gắn kết lại với nhau, và cũng là cùng nhau chiến đấu trên cái chiến trường, đấu trường sinh tử của cái map tử chiến này. Hiện tại thì còn 5 phút nữa nha. Và đội mình đang đứng thứ hai, gần đứng best rồi anh em ơi. Mới được 2 viên ngọc thôi, bây giờ mình sẽ phải đẩy cái tốc độ trận đấu này lên để có thể giết được các cặp đôi khác, đạt được cái gọi là cái chức gia đình văn hóa. Trời ơi. Ok, có từ từ nha, để cho các cặp đôi đánh nhau đi, rồi tí nữa mình sẽ vào mình choảng rau. Hiện tại đang có Điêu Thuyền với Lưu Bố, nói chung thì giáp mặt hết tất cả các cặp đôi rồi. Hình như là mình chưa gặp Nacrodot với Karisi trong trận đấu thì phải. Sang thăm hỏi nhưng mà thấy xác của Nacrodot nằm sấp mặt đây này. Ok, sẽ nằm sấp mặt đây, Nacrodot với Karisi. Ôi, cả Theo Nát này. A Thu này, thôi, chúng ta rút để cho gia đình nhà các bạn này đánh nhau trước đi, rồi tí nữa mình vào mình ăn hôi luôn. Ê, có cả Karisi kia. Trời ơi. Thôi, xong rồi, sấp mặt rồi. Đấy, trước khi chết cũng được một mạng luôn, nhưng mà thật sự thì không sống được rồi. Ari bỏ chồng thế đấy. Đúng thật, Ari bỏ chồng thế đấy anh em ơi. Hiện tại thì ở cái chế độ này thì không thể có chat tất cả nhá. Vậy nên là khá là buồn. Nếu mà có chat tất cả thì cực kỳ vui luôn. Mình chỉ có thể chat được với đồng đội của mình thôi. Rồi, cố gắng chúng ta farm một tí nữa, ăn mấy cái con này này.
ăn mấy cái con này để hồi sinh này. Đây này, cái con quái to to này, ăn con này. Ăn con này để hồi sinh nhá. Đó, ăn con này đi. Ok, về hiện tại thì đội mình cặp đôi Arikamodo với là Ryoma đại tướng Nguyệt Tộc đang đứng đầu với 7 viên ngọc và còn 4 phút nữa kết thúc trận đấu này rồi. Ok, bắt luôn bắt luôn bắt đây. Chạy đâu này? Đó, giết luôn. Chắc là Karishi đang đi tìm chồng anh em ơi. Bị Na có đốt chết mất rồi, đang đi tìm chồng đấy. Đó. Trời ơi, cặp đôi này từ từ nha, từ từ nha, bắt. Ui. Ngoại tình nhanh nhanh còn kịp, nhanh còn kịp. Trời ơi, điêu thuyền này đứng lại. Ui, sao lưu bồ nó hồi lại làm máu thế? Ơi điêu thuyền cả còn xíu máu thôi, bắt điêu thuyền, giết điêu thuyền, hay quá. Đây đây, để tôi, hay quá. Và cuối cùng là mình đã cướp được vợ của Lưu Bố rồi anh em ơi. Cướp được vợ của Lưu Bố rồi, hạnh phúc quá. Đấy, có Ari đi bên cạnh mà anh em vẫn tán gái, vẫn chơi được gái thì mới sướng, nhưng vẫn sung sướng đấy. Thêm một cô nàng chưa 18 tuổi đến từ Carisi. Đó, cô nàng Carisi lại nằm sấp mặt. Thôi thôi thôi, lần này thì mấy anh chàng là quay mình rồi. Thôi thôi, biết ngay mà, mình còn giáp vô mày nữa. Thật sự là mấy thanh niên này kiểu là gan ăn tức ở. Hiện tại thì mình đã gọi là giết được 5 người rồi. Đó, tàn sát được 5 người, hỗ trợ 3 người luôn. Hỗ trợ ăn được 3 người rồi. Cố làm sao cho trận đấu này đứng được top 1 cơ, chứ còn thật sự đánh rất là gắt khi mà các cặp đôi kết hợp với nhau. Có cái cốt truyện của Ryoma đại tướng Nguyệt Tộc và Arikamono thì mình thấy là cảm thấy là nó đẹp nhất anh em ơi. Nó đẹp nhất. Ok, thôi nhường mình đi. Rồi, ăn xong cái này lại được cái một cái giáp hồi sinh nữa nha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đây này, có Theonet. Trời ơi, lại được tán gái trước mặt vợ mình kìa. Kìa kìa. Để đó, thôi thôi, thử biết ngay mà. Bà này bà độc ác quá. Không để tôi ăn Theonet bắt đầu chơi cả hai. Cười kìa kìa, bị lép à? Trời ơi rồi, double kill luôn, tham bỉm tham thế, đã chơi gái rồi còn chơi trai nữa. Có vũ phu không ấy, không nhường, không biết chia sẻ gì cả. Trời ạ. Ok, bây giờ lại phải đi kiếm hàng thôi. Suốt từ đây giờ ngứa ngáy lắm rồi. Đây 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 đấy, biết đâu bất ngờ lại gặp được đôi ta đó. Biết đâu bất ngờ đôi ta lại gặp nhau, đó là điều thuyền. Và hiện tại giờ thôi thôi, chạy đi bạn ơi, thôi chạy đi người yêu của tôi, sao bị sấp mặt rồi. Hiện tại thì team mình lại bị tụt xuống, gọi bị là bị tụt xuống thứ hai rồi, khi mà mới có 17 viên ngọc thôi. Cái đội dẫn đầu là 18 viên ngọc, đó là cặp đôi Triệu Vân với Iruma. Kìa kìa, trời ơi, kéo trận này mất luôn top 1 bây giờ. Đánh tử tế thôi, các bạn tìm cái đội dẫn đầu mà giết team mình làm cái gì? Trời ơi, team mình làm cái gì? Thôi thôi thôi, sấp mặt đây chứ động, thôi chết mất rồi. Đã bảo tìm mình làm cái gì? Tìm cái đội đứng đầu thế này, chúng nó vẫn gọi là ngồi ngồi farm như thế này, rất là ung dung nha. Ok, chắc là bây giờ mình sẽ phải tìm đến cặp đôi này và bắt Iruma thôi. Hồng và hoa hậu, trời ơi hoa hậu anh em ơi, trong trận đấu này có hai hoa hậu, đó là điêu thuyền hoa hậu và Iruma hồng hoa hậu nha. Toàn những cô nàng xinh đẹp thôi đấy, đánh Ryoma không được đẹp trai nhưng mà được cái khoái to mấy chị thích. Ok chết này, tiếp tục thôi thôi, lần này tôi để mình. Trời ơi, để gái xinh đây. Đừng có ăn làm gì. Tôi chết nhá. Thôi rồi, ok. Mình đã hạ được rồi. Theo nát này. Theo nát. Chiều cuối. Thôi không kịp rồi. Lại sấp mặt rồi. Lại đứng top 1 anh em ơi. 24 viên ngọc. Trời ơi, còn 44 giây. 43 giây nữa. Cố gắng lên. Bây giờ phải cố gắng làm sao đứng được top 1 anh em ơi. Tại vì cái điểm của mình với là Triệu Vân nó khá là sát nhau. 24 rồi này. 24 rồi nhá. Nên nhớ là 24 rồi. Đây này, đây này. Trời ơi, bây giờ nhưng mà dù sao thì team mình vẫn đang đứng đầu, căn bản là có lượng ngọc cao, cao gọi là cao, gọi là bằng, bằng nhưng mà có ngọc đứng đợi. Đây 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 đây, từ từ từ. Đây chứ đâu. Đây. Ok, là đứng lại solo với Triệu Vân cái nào. Triệu Vân này, 25 viên rồi, 25 viên rồi, cố gắng lên, cố gắng thủ trong 10 giây. 10 giây nữa. Ok, 25 24. Trời ơi, sao Triệu Vân nó giáp hồi sinh vậy? Mà không sao, team mình vẫn đứng đầu, anh em thể nhìn thấy là một cái trận đấu khá là căng thẳng giữa các cặp đôi và cái đội được vinh danh đó là cặp đôi Ryoma đại tướng Nguyệt Tộc và Arikiamono. Và anh em nhớ để lại cho mình một like, đăng ký kênh, chia sẻ video kèm theo nhận xét dưới phần bình luận để mình có thêm động lực nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và tạm biệt người, bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.